trên này đi. Đánh dấu số 2 đánh dấu số 3 thì em căng ngay chị, kéo căng ngay, kéo căng ngay chị. 10 15 y 29 đó, đến chỗ lấy chị đánh dấu. Em bắt đầu bán chết rồi. Lật chi lấy hộ em cái đầu cuối xem có đánh dấu gì không nhá. Không đánh dấu, lật hộ em lật, lật không lật cái này lên á, giơ hẳn lên hộ em mới cho nhìn cho nó dễ. Chị giơ hẳn cao lên hộ em tí chị. Rồi chị ạ, chị chạy. Ngập. Thank you.
Thế nào sai chứ? Sai như cái món sao sai?
ơi, lật lật cái kia lên hộ em xem là số thừa đấy là bao nhiêu. Ủa, em mặt trước đã xem có gì không ạ? Mặt bên này nữa. Ui. Hộ em một lượt ra đằng ấy này xem. Chị. Chị ơi, kéo hộ em cái này căng ra với. Cái thước dây đâu chị? Đây đúng không? Chị đòi đây, căng một cái nữa. Hai năm in. Đếm số lá của em ấy. Đi 0.69 à? Vâng. Mày thôi. Vâng. Gracias.